Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ nằm song song với chợ hoa Hồ Thị Kỷ, tọa lạc trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khung cảnh của khu phố này vào một buổi tối ngày thường, náo nhiệt, vui vẻ, nhộn nhịp. Sự nổi tiếng của phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ đã thu hút các khách du lịch nước ngoài. Nhóm bạn trẻ này là khách du lịch đến từ Trung Quốc. Khoảng từ 3 giờ rưỡi là bắt đầu dọn ra, từ từ tới 4 giờ là bắt đầu bán xuống tới 11 giờ. Yeah. Mấy em trẻ sinh viên nhiều, với lại cũng có khách du lịch cũng nhiều. Khách du lịch cũng ra vô cũng nhiều lần. Cũng một tháng thì tầm 2 đến 3 lần. Bạn em đang thịt xuyên nướng, ăn chân gà, uống trà đào này kia. Dạ, ăn bắp xào. Nói chung ai có chiến trứng nướng nữa. Em thấy rất là nhộn nhịp luôn, kiểu vui, đông đúc. Dạ, em thấy thịt xuyên nướng phô mai là hợp nhất. Nó cũng vừa túi tiền và nó ngon nữa, tầm 12 đến 15 ngàn một xiên. Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ được bắt đầu từ lúc 17 giờ mỗi ngày, kéo dài tới 2-3 giờ đêm với đa dạng món ăn. Các loại hải sản tươi sống, đồ ăn vặt thuần Việt hoặc các món gỏi Thái, chè Campuchia, bánh nướng Hàn Quốc đáp ứng được nhiều nhu cầu ăn uống của thực khách. Mời chú quán đồng giá luôn em, 10 nghèo luôn nha. Hàn Quốc đi anh chị, chân gà gút xương xót thái, gà nướng Hàn Quốc đi anh chị ơi. Ăn gà vô bàn ngồi đi anh chị ơi. Lọt vào khu phố ẩm thực này, các thực khách không chỉ thưởng thức các đồ ăn mà còn thưởng thức cả không khí vui chơi đậm chất khoáng đạt của Sài Gòn. Cũng là phố ẩm thực và nằm ngay tại trung tâm Sài Gòn, nhưng phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền quận 3 lại mang một dáng vẻ khác. Ồn ào náo nhiệt, nhưng các âm thanh lại đến từ dòng xe cộ đông đúc đặc trưng. Các quán xá có khi mở bán cả ngày, dòng xe hai chiều đi lại quá đông nên thực khách ngại ngồi thưởng thức món ăn đường phố ngoài vỉa hè. Sự chật chội của con đường cũng là rào cản khi tìm chỗ đậu xe khó khăn. Nếu gửi xe ngoài đầu đường thì không phù hợp để đi bộ dưới lòng lề đường cùng xe ngược xuôi tấp nập. Em ơi, có nên với bạn mình đứng con cầm chưa có em việc cũng nhiều. Vừa rồi tôi cùng cầm còn đang ít hơn. Sau thời gian nó giống như là tình hình kinh tế khó khăn từ từ cũng ế ẩm đi. Người bán thì nhiều nhưng mà người mua không thấy bao nhiêu. Hôm vừa rồi em thấy cũng có một hai quán thì cũng mở ra bán, cũng muốn tạo cho một khu phố ẩm thực mới cho khu phường ở đây. Nhưng mà điều người ta mua thì ít và bán gì nhiều, mà ta thuê được chừng vài ba tháng người ta trả mặt bằng. Ý là con cũng lần đầu tới đây, thường thì con sẽ đi ngang qua đây để con đi công việc hoặc là đi học. Còn hôm nay con tới đây để con ăn thử, thì tại vì con có quen biết cái anh kia chở tụi con tới đây để thử đồ ăn ở đây. Tuy nhiên, nhờ có lượng người mua đồ ăn về trực tiếp hoặc qua các app gọi món nên các việc kinh doanh ở đây vẫn còn tồn tại, dù không như kỳ vọng.